cùng với cả nước, ngày 5 tháng 9, các đơn vị trường trên địa bàn huyện Đắc Hà đã đồng loạt khai giảng năm học mới với khí thế quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các trường học trên toàn huyện Đắc Hà đã chuẩn bị chu đáo để tổ chức lễ khai giảng phù hợp, thiết thực, an toàn, vừa tạo không khí vui tươi phấn khởi, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Trong năm học mới 2020-2021, toàn huyện có 43 đơn vị trường học gồm 16 trường mầm non, 14 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở và 5 trường tiểu học và trung học cơ sở với tổng số 682 nhóm lớp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, toàn huyện có 1.236 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, tổng số học sinh gần 21.000 em, trong đó có 20.444 học sinh công lập gồm mầm non 4.317 em, tiểu học 9.460 em, trung học cơ sở 6.667 em. Số học sinh học tại các trường mẫu giáo công lập gần 500 em. Để đảm bảo các điều kiện dạy và học trong năm học mới, ngành giáo dục huyện đã trang bị 12.850 bộ đồ dùng học tập cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, 10.288 bộ bàn ghế và các bộ thiết bị dạy học dùng chung. Đối với học sinh lớp 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã vận động xã hội hóa được 458 bộ sách giáo khoa mới, đảm bảo tất cả học sinh lớp 1 đều có sách mới năm học 2020-2021. Xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc.